đầu mình sẽ dừng ở chặng thứ hai, đó là cái dừng ở ngay khu vực của Thanh Đà. Đây là cái khu vực của bến Thanh Đa, đây cũng có nhà chờ y chang như bên kia, khu vực nhà chờ có máy cũng mát mẻ sạch sẽ, bán nước mọi người có khát nước có thể là vô đây mà mua nước luôn. Đó là mọi người nếu như muốn đi ra cái chỗ này thì đi xuống tàu đi ra khỏi bến, còn nếu mà mình đi xuống tàu
bắp giò luộc. Ồ, nãy mình quên, cái này phải ăn là bắp bò mới ngon, giò heo ăn không được thích mấy.